Chị và bạn mình là Vân, và mình là tác giả của bộ phim là Cuối. Mình khá bất ngờ khi bộ phim Mỗi của mình được đề cử trong danh sách giải thưởng ngôi sao xanh. Mỗi khi mình làm bộ phim đấy thì mình muốn miêu tả lại một cái khoảnh khắc rất là đời thường, nó sẽ liên tục trong cuộc sống của mình, và mình nghĩ là mọi người ai cũng đồng cảm về cảm giác đấy, nên có thể mọi người sẽ hứng thú khi xem bộ phim này. Cách thức bình chọn: A. Bình chọn qua hệ thống SMS. Cú pháp 1. Cú pháp NSX khoảng cách mã số bình chọn gửi 8279. Ví dụ NSX khoảng cách TH02 gửi 8279. Giá trị tin nhắn 2.000 đồng trên tin. Một tin nhắn bằng 3 lượt bình chọn trên website. B. Bình chọn qua hệ thống SMS. Cú pháp 2. Bước 1. Cài đặt app Today Plus thành công trên điện thoại. Bước 2. Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Bước 3. Soạn tin nhắn với cú pháp 2 Today Plus khoảng cách mã số bình chọn gửi 8279. Ví dụ Today Plus khoảng cách TH02 gửi 8279. Giá trị tin nhắn 2.000 đồng trên một tin nhắn. Một lần cài đặt thành công và gửi tin nhắn hợp lệ tương đương với 50 lượt bình chọn trên website. Lưu ý, sau khi cài đặt ứng dụng thành công, khán giả gửi tin nhắn theo cú pháp đến tổng đài bình chọn trong vòng 24 giờ sau khi cài đặt thì lượt bình chọn được tính là hợp lệ. C. Bình chọn qua hệ thống website. Truy cập vào website giải thưởng ngôi sao xanh.vn